Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi đề tài Đảng bối rối sức khỏe Nguyễn Phú Trọng do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất ồn ào kỷ niệm 50 năm thi hành di chúc Hồ Chí Minh 1969-2019, nhưng lãnh đạo đảng lại bối rối trước sự bất đồng quá lâu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kể từ trưa ngày 14 tháng 4 2019 là khi có tin ông bị đột quỵ tức sốc trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang, ông Trọng đã không có bất cứ hoạt động nào dù trong cương vị Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước sự vắng mặt quan trọng nhất trong thời gian này là ông đã không xuất hiện tại đám tang nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh vào hôm 3 tháng 5 2019 tại Hà Nội, mặc dù ông là trưởng ban tang lễ. Tuy nhiên, khi tường thuật lễ tang, báo chí của đảng không đề cập đến biến cố quan trọng này nhưng lại thông tin rộng rãi, ông Trọng đã gửi vòng hoa phúng điếu khiến cho dư luật thắc mắc. Vậy là tình trạng sức khỏe của người lãnh đạo 75 tuổi Nguyễn Phú Trọng thực hư ra sao mà phải giấu kín theo quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước luật số 29 xuyệt 2018 qh 14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 trong đó có khoảng cấm ghi lại điều 7 đối với thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước ổn định hay không cho đến nay Báo chí nhà nước chỉ được phép đăng nội dung xuất xứ từ một nguồn của ban tuyên giáo đảng. Theo đó viết rằng: Ngày 13 và ngày 14 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chuyến công tác tới Kiên Giang, trao đổi với lãnh đạo địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Số máy bay tại Cần Thơ, ông đi ngay về Kiên Giang rồi di chuyển tiếp hơn 80 cây số về huyện Kiên Lương. Sau khi thăm cơ sở tôm đông lạnh, tổng bí thư ra ngoài dưới trời nắng nóng 38 độ. Do thời tiết thay đổi, sức khỏe của ông bị ảnh hưởng. Ngày 26 tháng 4, 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói với cử tri Cần Thơ, thời điểm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Kiên Giang công tác, thì thời tiết ngoài Bắc còn hơi lạnh, khi vào nam thì thời tiết rất nóng và phải di chuyển rất nhiều, cường độ làm việc cao có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được các bác sĩ chăm sóc kịp thời nên sức khỏe đã ổn định và sẽ sớm trở lại công việc để cho nhân dân yên tâm. Trước đó vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, trả lời câu hỏi của thông tín viên AFP, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói do cường độ làm việc cao. Thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Bệnh thời tiết nóng lạnh, gì ở Việt Nam mà độc địa thế? Nếu chỉ vì ra nắng vào lạnh và phải di chuyển bằng xe 80 số nên bị mệt mà cảm cúng hay hắt hơi, sổ mũi thì có nhầm nhò gì so với sự chịu đựng của người dân lao động hay nhà nông chân lắm tay bùn chưa ăn buổi sáng đã lo bữa tối. Hơn nữa, trước biến cố Kiên Giang ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng là người năng động, ông đã tiếp khách nước ngoài và đi đó, đi đây, chỉ đạo rất hăng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chọn lựa nhân sự cho Đảng khóa 13 và chống tham nhũng. Đốt lò vì vậy, sau gần một tháng mà chưa thấy ông Trọng xuất hiện hay không có động tĩnh gì, nhất là chưa nhìn thấy ông nói năng bình thường tại các buổi làm việc hay tiếp khách như trước, thì những lời trấn an dư luận của bà Ngân cho rằng sức khỏe đã ổn định hay của Bộ Ngoại giao hứa ông Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, phải có vấn đề. Cộng sản Việt Nam giấu mà hở Chuyện dài đau ốm của ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ có nhiêu đó mà còn nhiều khê lắm. Chẳng hạn như ông đã vắng mặt trong đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 trong cuộc tiếp xúc với cử tri ngày 4 tháng 5 2019 trước kỳ họp thứ bảy của quốc hội dự trù khai mạc ngày 20 tháng 5 2019. Đơn vị 1 gồm hai quận Ba Đình, Hoàng Kiếm và Tây Hồ có ba đại biểu. Ông Trọng là người đứng đầu, nhưng chỉ có hai đại biểu Trần Thị Phương Hoa, bí thơ quận ủy, cầu giấy và thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô, gặp gỡ, cử tri cùng với đại biểu Bùi Huyện Mai, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đến dự cho nổi đình đám. Sau đó, vào chiều ngày 7 tháng 5 2019, Báo chí trong nước lại đưa tin bí thư thành hủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng phải trấn an cử tri cùng ba đơn vị một về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Cử tri Lê Thanh Trùng nói với ông Nhân, bà con đề nghị nói rõ bình tình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như thế nào, đó là lòng mong mỏi của người dân, chứ để trên mạng nói lung tung thì không hay đâu, mà họ nói thì cấm không được. Ông Nhân cho biết, tổng bí thư, chủ tịch nước bị mệt nhưng sức khỏe đang tiến triển ngày càng tốt lên. Rồi ông nói như phân bua, chúng ta cũng biết là liên quan đến sức khỏe mỗi người có một tốc độ, mức độ hoàn thiện khác nhau nên chúng ta chưa thể tự đưa ra thời hạn được. Tôi tin là các đồng chí sẽ sớm thấy Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước xuất hiện và làm việc. Thách đố của ông Trọng hiện nay, với những cái lưỡng không xương nhiều được lắc léo, như thế thì hẳn ông Nguyễn Phú Trọng phải bực mình không tả, hay ông đã phải gượng cười bỏ qua, nhưng trước mắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải tự trả lời ba câu hỏi hai gần và một xa, đó là thứ nhất, liệu ông có thể xuất hiện tại hội nghị Trung ương 10 khóa 12 dự trù diễn ra trong tháng 5 2019. Theo ông Lê Mạnh Hùng, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nói tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ngày 8 tháng 5 2019 thì tại hội nghị ban chấp hành Trung ương sẽ bàn quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Thứ hai, ông Trọng cũng phải chuẩn bị thể diện áo mũ để tham dự hay khiếm diện tại buổi khai mạc kỳ họp quốc hội lần thứ bảy khai mạc vào ngày 20 tháng 5 2019. Thứ ba, sau cùng ông Trọng cũng phải cần trả lời cho tòa Bạch Ốc biết là liệu ông có đủ sức khỏe thăm Hoa Kỳ trong năm 2019 như đã hứa với Tổng thống Donald Trump hay không. Trước đây vì lý do sức khỏe mà ông Trọng đã phải hủy hai việc đã có trong chương trình làm việc của ông, gồm thứ nhất hủy bỏ cuộc tiếp phái đoàn chính thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ ấn định vào ngày 18 tháng 4 2019 tại Hà Nội đoàn do nghị sĩ dân chủ Patrick Leahy, tiểu bang Vermont, phó chủ tịch ủy ban chủng chi thượng viện cầm đầu, thăm Việt Nam để thẩm định công tác tẩy xóa chất độc da cam và công tác giúp người khuyến tật. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Bí thư Trần Quốc Vượng, người đứng hàng thứ hai sau ông Trọng, đã thay ông Trọng tiếp phái đoàn Leahy Thứ hai, Ông Trọng không cầm đầu phái đoàn đi Trung Cộng họp hội nghị thượng đỉnh Vành đai con đường lần thứ hai ở Bắc Kinh từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 4 năm 2019 theo lời mời của lãnh đạo đảng nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo chính thức ngày 22 tháng 4 năm 2019 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cầm đầu phái đoàn Việt Nam. Đó là những diễn tiến quanh chuyện ông Nguyễn Phú Trọng có bệnh nặng phải chữa bằng nhiều phương pháp y học đông tây dài hạn hay chỉ là bệnh già khi trái gió trở chiều như nhà nước nói. Hy vọng ông đã ổn định như bà Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói với cử tri. Nhưng nếu người dân mà chưa sớm thấy ông trở lại làm việc như lời tiên đoán của thầy bói bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thì ông có bỏ họ vào lò hay không? Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc.sbtn.tv thành trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình